my feelings. Here I go again. We just keep on repeating. Here we go again. I'm so tired, so fed up of you messing with my butt. Không bó buộc người phụ nữ ở trong bất kỳ một khuôn mẫu nào, nhà Melia luôn muốn mang tới cho các chị đẹp những phong cách và những cảm hứng khác nhau từ các mẫu thiết kế của mình. Ngày hôm nay, bộ thiết kế mà Ngọc Anh đang mặc trên người chính là một sản phẩm như vậy. Sử dụng màu cam khiến cho các chị đẹp có thể nổi bật ở bất cứ đâu trong tiết trời mùa thu như thế này. Tuy nhiên, một màu cam không quá nổi bật sẽ khiến cho các chị sẽ tôn được cái làn da trắng của mình. Cùng với đó thì sử dụng một form dáng hơi mang hơi hướng cổ điển sẽ giúp các chị đẹp có một phong cách thanh lịch và trang nhã. Cùng với những đường cắt xẻ trên thân váy như thế này sẽ khiến chiếc váy mang hơi hướng cách tân và hiện đại hơn. Chất liệu blend kim cương tiếp tục được sử dụng, vừa mang một nét thời trang mà lại vừa tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Nếu như các chị đã yêu thích sản phẩm này rồi thì hãy tới ngay các showroom của nhà Melia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có thể thử trực tiếp sản phẩm này. Hoặc các chị cũng có thể inbox trực tiếp cho fanpage của nhà Melia để nhân viên của chúng tôi có thể tư vấn cho các chị đặt mua sản phẩm. Và các chị hãy lưu ý là khi các chị đặt mua online thì các chị sẽ hoàn toàn được free ship và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Chúc các chị sẽ có một mẫu thiết kế thật là ưng ý.